Sử đã đi qua, còn đó biết bao nhiêu vết tích thời gian. Huyền thoại Côn Lôn hay giấc mộng kinh hoàng hơn một thế kỷ chốn địa ngục trần gian, đảo thiêng đã trở thành bất tử. Xin hãy cùng chúng tôi hòa mình trong lớp sóng chiều vàng nơi đảo xa, lật lại những trang sử bi tráng một thời, lắng nghe giai điệu quê hương trên vùng đảo thiêng này. Sử Việt trước thế kỷ 20 thường gọi đảo Côn Sơn là đảo Côn Lôn, còn trong các văn bản tiếng Anh và tiếng Pháp là Poulo Condor. Mãi đến năm 1977 mới có tên gọi chính thức là Côn Đảo, và vùng đất thiêng này cũng chính là đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay. Với tổng diện tích 76 km², quần thể Côn Đảo bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Đảo chính gọi là Côn Lôn với 51.052 km². Nó được người phương Tây biết đến từ rất sớm. Năm 1294, đoàn thuyền gồm 14 chiếc của nhà thám hiểm người Ý Marco Polo trên đường từ Trung Hoa trở về nước bị một cơn bão nhấn chìm mất 8 chiếc. Số còn lại dạt trú vào đảo, đặt dấu ấn đầu tiên của người phương Tây trên hòn đảo này. Từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 16, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những đoàn du hành châu Âu ghé thăm đảo. Đến cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18, các nhà tư bản Anh, Pháp bắt đầu để ý đến các nước phương Đông, nơi mà họ tin rằng ẩn chứa nhiều những cơ năng huyền diệu của tạo hóa. Và quần đảo này đã không nằm ngoài tầm ngắm của họ. Năm 1702, năm thứ 12 đời chúa Nguyễn Phúc Chu, một công ty Đông Ấn của Anh từng đổ quân lên đảo. Họ cho xây dựng ở đây một pháo đài và cột cờ để tượng trưng cho chủ quyền. Năm 1705, nhân dân trên đảo cùng binh sĩ người Mã Lai nổi dậy buộc người Anh phải rời đảo. Năm 1783, với bản hiệp ước Versailles, nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp chủ quyền cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn. Đổi lại, Pháp giúp Nguyễn Ánh tàu chiến cùng binh lính và vũ khí để chống lại nhà Tây Sơn. Năm 1836, tức năm Minh Mạng thứ 17, triều đình nhà Nguyễn cho xây dựng trên hòn đảo này một thành đất có pháo đài và kỳ đài, đặt tên là Thanh Hải Bảo, sau đổi thành Côn Lôn Bảo, lập đội Hoàng Sa quản lý. Khi các quốc gia thực dân với hành trình xâm chiếm thuộc địa từ Ấn Độ Dương xuyên qua Thái Bình Dương đều để ý đến Poulo Condor. Tháng 4 năm 1861, Pháp đánh chiếm Bình Tường, sau đó khẩn trương chiếm đóng Côn Lôn và tuyên cáo chủ quyền vào ngày 28 tháng 11 năm 1861 trước sự phản đối quyết liệt của chính phủ Anh. Và đến ngày 1 tháng 2 năm 1862, Bônat, thủy sư đô đốc Pháp, sau khi đánh chiếm đảo đã ký quyết định thành lập nhà tù. Từ đó, Côn Lôn trở thành nơi giam giữ những người tù chính trị Việt Nam với hệ thống chuồng cọp khép kín. Côn Lôn đi dễ khó về, già đi bỏ xác, trai về nắm xương. Đến giữa năm 1869, đảo Côn Lôn đã có 500 tù nhân và 30 giám mục. Năm 1882, số tù nhân lên tới 836 người. Đa số họ là những nghĩa dũng tham gia cuộc kháng chiến sớm nhất của Trương Định, Thiên Hộ Dương, Chi Hiện Toại cùng một số quan binh cấp thấp của triều đình bị Pháp bắt giữ. Đêm mùa hè 28 tháng 6 năm 1862, hơn 200 tù nổi dậy đốt phá công sở và nhà lao, giết chết 30 quan binh, chúa đảo khi đó cùng 3 thuộc hạ người Pháp đã may mắn thoát chết nhờ người báo tin. Cô Lôn được tự do chừng nửa tháng, chỉ có 30 tù, 2 lính cùng 6 dân thường kịp vượt đảo trước khi người Pháp chiếm lại Cô Lôn vào ngày 13 tháng 7 năm 1862. Năm 1893, Pháp tiếp tục mở rộng quyền sát Đông Dương. Tên nước Việt Nam khi đó bị đưa ra khỏi bản đồ thế giới và cái tên Thanh Hải Bảo hay Côn Lôn Bảo cũng biến mất. Từ đây, hòn đảo phải chấp nhận một số phận nghiệt ngã kéo dài hơn một thế kỷ và nó được thế giới biết đến như một địa ngục trần gian. Năm 1928, các dãy trại cấm cố bắt đầu được xây dựng và Côn Lôn khi đó đã trở thành trọng điểm trong chuỗi các hệ thống nhà tù của chính phủ Pháp tại Đông Dương. Hàng trăm lượt người bị kết án và bị đày ra Côn Lôn. Năm 1930, bão lớn làm gần 300 người thiệt mạng. Trong các năm từ 1930 đến 1933, hàng trăm tù cộng sản và tù chính trị bị đưa từ Khám Lớn Sài Gòn, nhà ngục Sơn La, Hòa Lò đẩy ra đảo. Côn Lôn trở thành nơi tập trung đầy ải một số lớn cán bộ cộng sản ưu tú như Ngô Gia Tự, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Lê Quang Sung, Nguyễn Chí Diệu. Theo báo cáo của thanh tra thuộc địa Búp Phô, ngày 4 tháng 7 năm 1939, số tù nhân tại đảo có 2.566 người bị giam giữ. Đến tháng 12 năm 1942, số tù nhân được báo cáo là 4.403 người và tiếp tục tăng trong những năm sau đó. Chỉ trong 3 năm, từ 1941 đến 1943, có đến 3.000 tù nhân bị chết tại Côn Đảo, trong đó có các chiến sĩ cách mạng ưu tú như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Công Tồn. Sau khi hất cảng Pháp độc chiếm Đông Dương, dạng ngày 10 tháng 3 năm 1945, hòn đảo này lại chứng kiến cảnh tàu chiến của quân Nhật đổ quân lên chiếm đảo, bắt quản đốc và sĩ quan chỉ huy quân Pháp, phóng thích khoảng 150 tù nhân thân Nhật. Khi chiến tranh thế giới tới hồi kết thúc, với thất bại nặng nề của phe phát xít, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật chính thức đầu hàng vô điều kiện và họ cũng rút khỏi Côn Lôn. Ngày 17 tháng 9 năm 1945, đoàn thuyền của Ủy ban Hành chính Nam Bộ đã cập bãi Việt Minh, Cỏ Ống. Chúa Ngục Lê Văn Trà đã giao nộp ấn tín cho đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, gần 2.000 tù chính trị Côn Lôn được trở về đất liền, bổ sung cho cách mạng Việt Nam một đội ngũ các nhà lãnh đạo kiệt xuất mà lịch sử gọi đó là thế hệ làm nên lịch sử. Tháng 9 năm 1945, Pháp tấn công Nam Bộ, chiếm Sài Gòn, mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương và hòn đảo này cùng với vận nước thăng trầm lại một lần nữa trở thành chốn lưu đày các tù nhân hà khắc của chủ nghĩa thực dân. Từ năm 1947 đến 1952, Côn Lôn lại tiếp tục có hàng ngàn người tù bị giam cầm và trong 9 năm, từ 1946 đến 1954, Pháp đã xử bắn tổng cộng 62 tử tù, trong đó có Võ Thị Sáu, người nữ anh hùng đất đỏ, bị tử hình năm 1952. Năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết, sau đó Pháp rút khỏi Việt Nam, kết thúc hàng trăm năm nô dịch của một chế độ thực dân già cỗi tàn khốc. Thế nhưng dân tộc Việt Nam lại đối diện với một đế quốc mới. Dưới thời Mỹ Diệm, tháng 9 năm 1954, quần đảo Côn Lôn được đổi tên thành Hải đảo Côn Sơn, và nhà tù Côn Lôn khi đó cũng được đổi thành Trung tâm Huấn chính Côn Sơn. Năm 1958, nhà ngục Côn Sơn bắt đầu sử dụng hệ thống chuồng cọp Pháp để nhốt những người tù chống ly khai thay cho tù cấm cố thời Pháp. Dãy chuồng cọp 120 gian nhốt tổng cộng 677 người, mỗi chuồng chứa khoảng 5 người, tất cả đều bị còng chân. Có thể nói, nếu thực dân Pháp chú trọng việc khổ sai bằng hình thức đầy ải lao động cực nhọc thân xác để áp chế khát vọng độc lập tự do, thì đế quốc Mỹ huy động tất cả phương tiện tâm lý chiến, nhục hình tra khảo nhằm trấn áp cả về tinh thần thể xác người tù. Bởi vậy, nhà ngục trong giai đoạn này càng thực sự trở thành lò sát sinh với việc áp dụng những nhục hình tàn bạo nhất của lịch sử ngục tù thế giới. Vào thời điểm hấp hối của chế độ Sài Gòn, nhà ngục Côn Sơn chứa đến 8.441 người. Năm 1960, nhà tù lại với cái tên mới là Trung tâm Cải huấn Côn Sơn. Đến tháng 4 năm 1965, chính quyền Sài Gòn lại đổi tỉnh Côn Sơn thành cơ sở hành chính Côn Sơn. Sau Hiệp định Paris năm 1973, quần đảo này thêm một lần nữa mang cái tên mới là Phú Hải, cầm tù 9.892 người. Mỹ cuốn cờ về nước, chính quyền Sài Gòn dần tan rã. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, Côn Đảo được hoàn toàn giải phóng, chấm dứt 113 năm ngục tù khổ sai. Những người tù chính trị, những người con ưu tú được trở về đất liền trong vòng tay chào đón của cả dân tộc. Lịch sử đã đi qua, để lại giấc mộng kinh hoàng kéo dài hơn một thế kỷ trên hòn đảo này. Lịch sử đã để lại nơi đây sự minh chứng hùng hồn nhất cho một dân tộc kiên cường không chịu khuất phục trước bất kỳ một kẻ thù nào chỉ vì mục tiêu độc lập tự do. Đây nghĩa trang Hàng Dương, nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ tù đầy. Họ đã chết dưới sự tàn bạo của cai ngục và hoàn cảnh sống khắc nghiệt tại nhà tù. Nghĩa trang Hàng Dương là nơi tưởng nhớ những người trung liệt đã ngã xuống, tố cáo chế độ thực dân đế quốc, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Mỗi một nắm đất tại nghĩa trang là một dấu tích của biết bao sự kiện đấu tranh bất khuất. Núi Côn Lôn được pha bằng máu, đất Côn Lôn 56 lớp xương người, nghĩa địa Hàng Dương vùi chôn bao số phận. Hết lớp này, lớp khác dập lên trên. Trên diện tích khoảng 20 ha, những phần mộ của hơn 20.000 anh linh nằm lặng im dưới bóng Hàng Dương. Có mộ có tên, có mộ còn viết danh. Trong tiếng lá xào xạc nơi Hàng Dương xanh ngắt, chúng tôi cũng như bao người lặng đi trước anh linh của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người liệt nữ của mùa hoa lê ma miền đất đỏ đã chết cho muôn đời sau. Xin chị và các anh, những người con trung kiên của dân tộc anh hùng, hãy an nghỉ tất cả thế hệ người Việt Nam, và có thể còn nhiều hơn nữa sẽ chẳng bao giờ quên được tấm gương trung liệt của thế hệ các anh, các chị, những người con bất tử trong lòng Tổ quốc. chúa đảo vẫn nằm lại đó. Và cầu tàu lịch sử 914, nơi chứng kiến nỗi cực nhục đầu tiên của những người bị đẩy ra đảo, cũng là nơi chứng kiến những giờ phút vinh quang, xúc động mỗi khi đảo được giải phóng. 914 cũng là con số mà người tù nhầm tính số người đã ngã xuống vì lao dịch trong quá trình khổ sai xây cầu. Cầu tàu, nhà ngục, nghĩa trang hay địa danh Ma Thiên Lãnh cùng nhiều chứng tích năm xưa thì vẫn còn đó, nhưng Côn Đảo hôm nay đã không còn là địa ngục trần gian. Quá khứ đã khép lại, cánh cửa nhà tù cũng đã đóng kín. Côn Đảo ngày nay trở thành một trong những di tích lịch sử quốc gia quan trọng, còn được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên vô cùng thú vị, là một trong số những hòn đảo chứa đựng nhiều điều bí ẩn nhất thế giới. Theo các cái di chỉ khảo cổ học để lại cho chúng ta thấy thì từ thời hậu kỳ đồ đá mới, cách đây từ khoảng 4.500 năm thì đã có lớp dân cư đầu tiên sinh sống ở đây rồi. Năm 1943 lần đầu tiên người ta mới phát hiện được những cái mẫu rìu đá ở khu vực đường đi qua Bến Đầm, và khảo cổ học của Côn Đảo được phát hiện vào năm 1995. Về sau thì hiện nay mình có khoảng 9 di tích khảo cổ học. Qua hết 92 năm thời thực dân Pháp cai trị thì tiếp tục đến 21 năm thời Mỹ Ngụy cai trị nhà tù. Đến sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975 nhà tù Côn Đảo được giải phóng, thì lúc bấy giờ Côn Đảo mới có là hình thành thực sự là cái khu dân cư sinh sống ở đây. Có một cái giai đoạn để mỹ dân thì người ta vẫn gọi đây là tỉnh Côn Sơn. Đó, nhưng mà một cái tỉnh cũng là tù và bộ máy trị tù chứ không có dân thường. Đó, thì sau ngày giải phóng thì để xây dựng đất nước thì Côn Đảo mình cũng được xem là một cái vùng đảo nằm trong cái lĩnh vực lãnh thổ của đất nước, thì trách nhiệm của Đảng và nhà nước chúng ta phải gìn giữ, và hơn nữa là ngoài cái chuyện gìn giữ cái biên giới lãnh thổ thì còn gìn giữ cái giá trị khu tích lịch sử nhà tù Côn Đảo. Côn Đảo đã trở thành đất thiêng, mỗi cung đường như một giấc mơ, từng ngọn sóng như từng trang sử. Có ai đã từng nghe lá bàng là bạn vàng của kẻ ngục? Lá bàng xưa từng được người tù ném nhặt về ngục, lót lên trên nền bê tông, nền đá để chống chọi với cái lạnh lẽo, khi nắng gắt cũng làm dịu bớt cái nóng lực. Quả bàng chín cùng với lá bàng non có khi còn là bữa ăn qua ngày, đôi khi còn thay giấy để người tù làm thơ hoặc truyền tin cho nhau. Họ cũng nhìn cây bàng thay lá để đến mùa, đến năm. Thời gian trôi qua, những cây bàng ấy vẫn còn đây, lá vẫn xanh như màu xanh lịch sử. Trái bàng rụng xuống, được người dân lượm về để làm mứt hạt bàng, một thứ đặc sản mang đậm hương vị biển xanh lịch sử. Đã bao năm qua, nhiều gia đình trên đảo vẫn mải miết với cái nghề nhặt chặt phơi rang, nghề làm mứt hạt bàng. Mỗi khi bình minh mùa hè thức dậy, người ta lại đi lượm trái bàng chín rụng, mang về phơi khô trước khi chẻ ra lấy hạt để làm mứt bán cho khách từ phương xa tới. Năm quân. Những gian nhà chất đầy trái bàng khô, cùng những con dao, cái thớt thấm đẫm mồ hôi công sức, nhân hạt bàng thành mứt hạt bàng thấm đậm tình đất đảo. Người Côn Lôn xưa và Côn Đảo bây giờ đang chung sống hiền hòa dưới mái nhà lịch sử. Có người thời chiến tranh từng khát khao thoát khỏi địa ngục trần gian, nhưng khi đất nước thanh bình, họ lại muốn chọn mảnh đất với đầy kỷ niệm nước mắt làm quê hương thứ hai. Ông Phan Hoàng Oanh từng bị địch bắt và đẩy ra Côn Đảo từ năm 1970. 5 năm bị giam cầm trong chuồng cọp, chịu đựng đủ mọi nhục hình, dã man và tàn bạo. Nhưng cuối cùng, ông vẫn chiến thắng. Giờ đây, hòn đảo này đã gắn chặt với ông. Sau giải phóng là ai cũng muốn về. Nhưng mà Đà Nẵng và nhà nước kêu gọi một số ở lại, trong đó có tuổi trẻ. Nhưng mà ở lại chúng tôi thấy rất có cảm tình với con đảo này. Coi như nghĩa trang Hàng Dương đây, rồi nhà tù đây. Mình cần phải giữ gìn đó. Côn Đảo, một thời để nhớ, để tìm bóng hình lịch sử. Hoàng hôn rực hồng vây quanh để những hòn tài, hòn trác, hòn cau hay bãi đầm trầu tha hồ mà kể tích xưa ngày cũ. Dưới chân núi Thánh Giá, cách trung tâm thị trấn Côn Đảo 2.500 m về hướng đông nam, một ngôi làng với tên gọi là An Hải. Nổi bật nơi đây là di tích An Sơn Miếu, người dân quen gọi là Miếu Bà. Tại đây, người ta vẫn truyền tụng một huyền thoại có liên quan đến biến cố lịch sử triều Nguyễn. Tương truyền năm 1783, chú Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi chạy ra đảo. Bà Hoàng Phi Yến là thứ phi, chỉ vì ngăn cản Nguyễn Ánh cầu viện Pháp nên đã bị giam cầm trong hang đá. Sau khi tháo chạy bởi quân Tây Sơn truy đuổi tới đảo, Hoàng tử Cải khóc đòi mẹ cũng bị khép vào tội thông đồng với quân Tây Sơn và bị Nguyễn Ánh ném xuống biển. Dân làng Cỏ Ống đem xác hoàng tử chôn và lập miếu thờ tại làng. Bà Phi Yến sau khi được Vượn Bạch và Hắc Hổ, bạn của Hoàng tử Cải, cứu ra khỏi hang đá, đưa về làng Cỏ Ống, nơi có mộ của con bà. Năm 1785, dân làng An Hải tổ chức cúng lễ theo tục lệ hàng năm. Bà Phi Yến được rước về tham dự. Không may sau đó, bà bị một kẻ có tên là Biện Thi xâm hại đến danh tiết, nên bà đã tự chặt đứt cánh tay rồi tự tử vào ngày 18 tháng 10 âm lịch năm 1785. Và để tỏ lòng thương tiếc đối với người can gián Chúa không nên rước voi về giày mà tổ, dân làng đã dựng miếu để thờ bà kể từ đó. Cho đến giờ vẫn có câu gió đưa cây cải về trời, dâu răm ở lại chịu lời đắng cay. Vào năm 1861, khi thực dân Pháp chiếm Côn Đảo, thiết lập nhà tù và cho di rời dân trên đảo về đất liền, miếu bà khi đó dần dần bị sụp đổ. Cho mãi đến năm 1958, khi đảo trở thành tỉnh Côn Sơn, An Sơn Miếu đã được xây dựng lại trên chính nền đất cũ. Hàng năm, cứ đến ngày 18 tháng 10 âm lịch, cư dân đảo lại tổ chức lễ dỗ bà. Ngoài ra, ngày rằm mùng 1, người dân địa phương đều đến đây cúng viếng. Vân Sơn Tự hay còn gọi là chùa núi một ngự trên đỉnh núi, nơi có thể nhìn ra bốn phương tám hướng, nơi đất trời lồng lộng mây bay cùng tiếng chuông chùa và lời kinh kệ vỗ về anh linh các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Vân Sơn Tự, ngôi chùa trên đỉnh núi, đang trở thành biểu tượng tâm linh của cư dân trên đảo, cũng là nơi phát huy truyền thống văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc nơi đảo xa. Khởi nguồn của ngôi chùa này là từ năm 1964 do công của các bậc tiền bối Phật giáo cùng với vòng tay tri ân nối dài của nhân dân từ đất liền ra tới đảo. Từng có một thời, Vân Sơn Tự bị lãng quên, hư hại nặng nề do không có người chăm no. Nhưng đến nay, chùa đã được trùng tu lại hoàn toàn. khi Côn Đảo được xem là cái nôi cách mạng, là bàn thờ Tổ quốc, cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nên Vân Sơn Tự còn được xem là một di tích gắn liền với lịch sử Côn Đảo, trở thành một danh thắng tiêu biểu mang đậm nét văn hóa lịch sử dân tộc. Hòn đảo xinh xắn với biết bao câu chuyện, biết bao tấm lòng cùng ký ức hằn sâu trong từng trang sử, để lại những dấu ấn đậm sâu. Nhưng Côn Đảo không chỉ là quá khứ, Côn Đảo của ngày hôm nay là nơi lưu dấu bức tranh lịch sử sống động, nơi có thể đắm mình trong những tuyệt cảnh hoang sơ tràn đầy sức sống. Chiến tranh càng lùi xa, ý nghĩa lịch sử của Côn Đảo ngày càng to lớn. Hòn đảo bất tử, bản tình ca của biển xanh cát trắng nắng vàng, của núi rừng huyền thoại linh thiêng sẽ vĩnh hằng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và sự ngưỡng mộ của thế giới năm châu.